Xin kính chào quý vị các bạn đến với bản tin The Bloom sáng ngày 22 tháng 7, nơi cập nhật các thông tin nóng nhất trong ngày liên quan đến câu lạc bộ Chelsea. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi đến với thông tin đáng chú ý nhất. Đừng quên đăng ký kênh Tùng Can Tể, ấn nút chuông thông báo bên cạnh để luôn cập nhật các video của chúng tôi sớm nhất nha. Và bây giờ, hãy cùng xem tin tức hôm nay có gì nào. Chelsea để mắt đến Benjamin Pavard của Bayern Munich. Chelsea được cho là trong cuộc chiến tranh giành Benjamin Pavard với lại Manchester United. Ngôi sao 26 tuổi người Pháp lần đầu tiên chuyển đến Bundesliga thi đấu vào năm 2016 trong màu áo của Stuttgart. Trước đó, anh thuộc biên chế của câu lạc bộ Linz. Chỉ 3 năm sau, hậu vệ này chuyển sang chơi bóng cho Bayern Munich và kể từ khi đến đây, anh chủ yếu chơi ở vị trí trung vệ thay vì vị trí hậu vệ trái sở trường. Benjamin Pavard đã giành được rất nhiều danh hiệu cùng với Bayern Munich, bao gồm cả Champions League, Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và cao nhất là chiếc cúp FIFA World Cup mà anh giành được cùng đội tuyển Pháp. Nguồn tin mới đây từ Đức cho rằng Hùng Sám sẵn sàng bán trung vệ đa năng người Pháp cho một câu lạc bộ nào trả giá cao nhất. The Logic khẳng định cả MU và Chelsea đều muốn đưa anh đến Premier League. Tuy nhiên, vẫn còn một số câu lạc bộ hàng đầu châu Âu cũng đang cạnh tranh gắt gao cầu thủ này, đặc biệt phải kể đến Juventus và Atletico Madrid. Pavard vẫn còn 2 năm hợp đồng với lại Bayern và đang xem xét tương lai của mình sau khi trải qua quãng thời gian cực kỳ khó khăn ở đây. Ngôi sao người Pháp có thể chơi ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh phải, giống với đội trưởng hiện tại của Chelsea là Azpilicueta, người đang được Barca liên hệ để trở về Tây Ban Nha chơi bóng trong mùa sau. Tuchel sốc vì câu trả lời về tương lai của Werner. Huấn luyện viên Thomas Tuchel thừa nhận ông không thể hiểu tại sao Timo Werner lại đưa ra một câu trả lời ám chỉ khả năng rời khỏi Chelsea ở trong tương lai. Timo Werner còn hợp đồng với Chelsea đến năm 2025. Ngôi sao người Đức đã cùng Chelsea lên ngôi vô địch Champions League trong quãng thời gian tại London, cụ thể là vào mùa giải 2020-2021. Tuy nhiên, đã có rất nhiều dấu hỏi về phong độ và sự cạnh tranh khốc liệt khiến Timo Werner đưa ra một câu hỏi ẩn ý về việc rời khỏi Chelsea ở trong tương lai. Werner nói rằng anh hạnh phúc ở bất kỳ đâu, dù rằng ở Chelsea hiện tại không có thời gian ra sân nhiều hơn. Sau khi biết được những bình luận của Werner, Tuchel đã nói: "Tôi ngạc nhiên, nếu là tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là một cầu thủ trẻ và có một hợp đồng với Chelsea. Tôi sẽ là một trong người hạnh phúc nhất trên thế giới." Đúng là Werner cần được ra sân, cậu ấy cần thể hiện năng lực, chiếm lấy suất đá chính và bảo vệ vị trí của mình. Nếu Werner từng nói như vậy, thì tôi không hiểu lý do vì sao. Timo Werner không tham dự trận đấu với Charlotte gần đây vì vấn đề với gân khéo, nhưng Thomas Tuchel vẫn tuyên bố rằng cầu thủ người Đức nằm trong kế hoạch của ông. "Chắc chắn rồi, cậu ấy là cầu thủ của chúng tôi." Sau trận giao hữu đầu tiên của Chelsea gặp Club America, Werner nói rằng anh cần một cuộc trò chuyện với giám đốc ở Chelsea. Mọi vấn đề hiện tại với Werner đang rất là rắc rối và người trong cuộc như Tuchel còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì các fan chắc chỉ còn biết lót dép mà hóng thôi. Nóng, mục tiêu của Chelsea bị Sevilla loại khỏi đội hình trước mùa giải. Mới nhất, Sevilla đã không đăng ký tên Jules Koundé cho chuyến huấn luyện tại Bồ Đào Nha vào cuối ngày hôm qua. Điều này xảy ra trong bối cảnh Chelsea đang quan tâm trung vệ này. Huấn luyện viên hiện tại của Sevilla, Jurgen Lopetegui, đã đăng ký một danh sách gồm 31 cầu thủ cho đợt tập huấn tại Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận thì Koundé không có tên trong danh sách này. Trước đó, nhà báo uy tín người Ý là Fabrizio Romano thông qua mạng xã hội Twitter đã cho biết Chelsea đưa ra lời đề nghị trị giá 55 triệu bảng cho trung vệ 23 tuổi và dường như đã nhận được cái gật đầu của Sevilla. Romano tuyên bố rằng các điều khoản thanh toán đang diễn ra rất tốt và hiện cuộc đàm phán đang đi đến những bước cuối cùng. Koundé được cho là đàm phán với cả Chelsea và Barcelona. Hiện tại đội bóng xứ Catalan đang cạnh tranh gắt gao với Chelsea để có cầu thủ người Pháp. Koundé là một trung vệ vẫn còn trẻ và đã có khá nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Tuyển thủ người Pháp là một bản hợp đồng tuyệt vời cho câu lạc bộ phía Tây London nếu như anh có thể chuyển đến đây. Koundé là một trung vệ có thể chơi vị trí hậu vệ phải, anh ấy sẽ bổ sung chất lượng và chiều sâu cho đội hình của The Blue. Nếu mọi thứ hoàn tất, Koundé sẽ là bản hợp đồng thứ 3 của The Blue trong mùa hè năm nay sau Raheem Sterling và Khalidou Koulibaly.
Kepa vẫn vắng mặt trong đội hình giao hữu của Chelsea trong bối cảnh nhận sự quan tâm từ Napoli. Theo nhà báo Adam Newton thông qua Twitter, thủ thành Kepa của Chelsea đã không đi cùng đội trong trận giao hữu với Charlotte mà không rõ lý do. Đầu tháng này, tờ Daily Mail cho rằng đội bóng của Serie A là Napoli đang quan tâm việc đưa về Kepa theo dạng cho mượn ở mùa hè này. Cầu thủ 27 tuổi đã phải ngồi dự bị trong nhiều trận đấu kể từ khi Edouard Mendy chuyển đến từ Stade Rennais vào năm 2020. Nếu Kepa chuyển đến Napoli trong hè này, anh có thể có thời gian thi đấu nhiều hơn để hy vọng góp mặt trong đội tuyển Tây Ban Nha tham dự World Cup vào tháng 11. Chelsea sắp hoàn tất hợp đồng với hậu vệ trẻ của Brighton. Chelsea sắp hoàn tất việc ký hợp đồng với hậu vệ tài năng là Jack Stug, sao trẻ của U18 Anh, hiện đang khoác áo Brighton. Nguồn tin được Evening Standard đưa tin, cầu thủ 18 tuổi hiện đã từ chối gia hạn với lại Brighton. Stug đã lọt tầm ngắm của một số câu lạc bộ hàng đầu nước Anh. Ngoài ra, một số câu lạc bộ tại Bundesliga cũng mời chào anh, nhưng tuyển thủ U18 tam sử sẽ ở lại xứ sở sương mù. The Blue được cho là sắp thành công trong việc đưa cầu thủ này về Stamford Bridge. Nếu chuyển đến Chelsea, hậu vệ trái này sẽ thi đấu cho đội U23 của Chelsea. Stug là một tài năng triển vọng với một tương lai tươi sáng ở phía trước. Học viện đào tạo của Chelsea được đánh giá là một trong những học viện tốt hàng đầu của nước Anh và cả châu Âu. Hy vọng rằng anh sẽ sớm chuyển đến và học tập các kinh nghiệm để có thể gia nhập đội 1 trong vài năm tới. Và trên đây là bản tin The Blue sáng 22 tháng 7 của chúng tôi. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên ấn like và subscribe kênh Tùng Cante, kèm nút chuông nhỏ bên cạnh. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở trong các nội dung sau.